Mời quý vị đến với bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, tối ngày 30 Tết, người dân từ thành thị đến khắp các thôn buôn của tỉnh Đắk Lắk tập trung đổ về khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột để vui chơi, thưởng thức các chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Trong không khí ấm áp của đêm giao thừa, nhiều gia đình du xuân và đón chào thời khắc chuyển giao từ năm cũ bước sang năm mới. Người dân tập trung đông đúc nhất ở khu vực ngã 6 và quảng trường 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, đèn hoa được trang trí với ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy, nhiều màu sắc khiến không khí thêm sôi động, ấm áp, tô điểm cho sức vươn mạnh mẽ của địa phương trong những năm gần đây trên lĩnh vực kinh tế, xã hội. Hoạt động nổi bật và được mong chờ nhất là chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Xuân Khát Vọng Giáp Thìn 2024 được diễn ra tại quảng trường 10 tháng 3. Trong đêm giao thừa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, người dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng đã cùng nhau trải qua những thời khắc đặc biệt nhất và cùng nhau hy vọng tin tưởng vào một năm mới nhiều bứt phá mới. Với những dấu hiệu phục hồi tích cực của ngành du lịch dịch vụ đầu năm 2024 vừa qua, gia đình trẻ này tin tưởng nền kinh tế thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phục hồi và dần phát triển trở lại như xưa. Cùng với những niềm tin đó, người dân của thành phố Đà Nẵng đã gửi gắm nhiều lời mong ước cho một năm mới thịnh vượng trong thời khắc giao thừa, chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 vô cùng đặc biệt. Với tình hình ở Đà Nẵng hiện nay thì cũng đã có một số tín hiệu rất là khởi sắc. Tôi hy vọng thì chúng ta sẽ vượt qua được khủng hoảng kinh tế phát triển và tôi hy vọng là tôi sẽ đạt được những mục tiêu cá nhân trong năm mới. Với những sự chuẩn bị chu đáo cho một đêm giao thừa đặc sắc, thành phố Đà Nẵng đã cùng với người dân, du khách chào đón một năm mới Giáp Thìn trong không khí vui tươi rộn ràng. Đây sẽ là một dấu ấn khó phai trong lòng các du khách có mặt tại đây. Thấy mọi người ở đây rất là vui, các gia đình gồm cha, mẹ, ông bà, con cháu cùng nhau đón giao thừa rất là đầm ấm. Tối ngày 9 tháng 2, đông đảo du khách và người dân thập phương cũng đã đến phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam để chào đón thời khắc giao thừa. Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn mang đậm bản sắc phố cổ bên dòng sông Hoài thơ mộng, đã để lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho du khách vào đêm giao thừa. Rước sắc bùa, một nét văn hóa mang đậm bản sắc tín ngưỡng dân gian truyền thống, được thành phố Hội An tổ chức thường niên như một thông lệ để cầu mong một năm mới thịnh vượng may mắn, xua đuổi những điều không may. Đoàn rước rác bùa diễu hành chúc xuân dọc theo các tuyến đường trong khu phố cổ và tặng xuân liên, biểu tượng của may mắn tài lộc cho người dân và du khách, như một lời chúc may mắn đầu năm mới đến mọi người, mọi nhà. Ghi nhận tại các trục đường như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Bạch Đằng, đông đúc du khách tản bộ tham quan. Nhiều du khách còn chọn Hội An là điểm dừng chân yêu thích để tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ấm áp bên gia đình. Tết nó đang rất là gần kề rồi nên là em thích là bầu không khí cực kỳ ở đây, nó dịu nhẹ, thoải mái và mọi người, người dân Hội An cực kỳ thân thiện. Em cảm thấy rất là thích khi ở đây. Kính chúc mọi người năm mới có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Năm 2023 cũng là năm đánh dấu nhiều thành công đối với ngành du lịch Hội An khi liên tiếp góp tên vào top các điểm đến yêu thích, được các tạp chí, các trang web lớn trên thế giới bình chọn. Và tự hào hơn khi mới đây Hội An đã chính thức gia nhập vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây cũng chính là những lý do mà Hội An chinh phục khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn dừng chân. Bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Bàn Thạch Riverside Hotel and Resort đã đồng hành cùng bản tin này. Thân ái kính chào tạm biệt.